Chào tất cả bạn, nay mình giới thiệu các sản phẩm đó chính là máy chia bột 36 phần là bánh mì. Với mỗi máy chia bột bánh mì 36 phần này thì đây là máy chia bột thủy lực bằng điện. Đấy, chia bột ép chảo. Cái chảo đường kính này, đây là cái chảo này. Đấy, nó chia thành 36 phần nhá. Thì kích thước chảo ta chủ yếu là đo kích thước chảo này. Kích thước chảo này nó là đường kính nó là 31 phần, 32 phần, từ thành trong là 32 phần. Cao 7 phần. Đấy. Đấy. Rồi. Đây. Bằng điện này. Đây công tắc này, công tắc nguồn này, điện 220V này, bật công tắc nguồn này. Thì muốn chia được. Đây tớ ta nhấn lên này, không chia được này. Thấy chưa? Muốn chia được, muốn nhận được thì ta phải đẩy sâu vào trong. Chạm thì cơ sẽ xa nhanh. Ta phải đẩy chạm cái công tắc này này, cái công tắc này này, công tắc này, công tắc cảm biến này. Đấy, phải chạm nào thì nó mới hiện là xanh. Thì sau khi chạm vào thì ta nhấn ra. Đấy. Đấy. Nó sẽ chia thành 36 phần luôn. Nếu mà là bánh nó sẽ có 36 phần. Đấy. Thì kích thước đo bánh, kích thước trọng lượng bánh thì nó ví dụ như đây là 36 này, 36 phần này. Tổng số bột của bạn này ví dụ ta muốn khoảng tầm 90 gram một cục bột thì đây. Ta cân cả một cái trọng lượng bột nó là 3240 gram thì nó chia 36 thì nó sẽ ra 90. Đấy ta chia 100 gram một cục thì 36 phần thì 3600 chia ra 100 gram. Đấy. Đây là cái công thức tính. Đấy. Còn máy chất liệu là inox dày dặn chắc chắn. Đây cái thông số của máy này IB36 này. Máy là công suất là 750W này. Máy nặng 180 cân này. Máy chia từ 30 gram đến 180 gram này. Kích thước máy tổng thể là rộng 50 này, sâu 40 này, cao 1 mét, cao 130 phân này, để cao 1 mét 3 này. Đấy. Đấy, máy có 4 bánh xe đẩy. Đấy, bằng điện, điện 220V. Đây là công tắc nguồn. Tắt bật nhé. 220V. Đấy, nhớ cái công tắc này các bạn chú ý nhá. Ở phần công tắc này nhá. Đấy, để nó chạm vào nhá. Đấy. Các bạn mua máy chia bột 36 phần liên hệ qua số điện thoại 0934468222 0904431 website sửamaythanhhoa.com. Địa chỉ là 79 Đào Phong, phường 3 thành phố Thanh Hóa, 100% Nguyễn Trãi. Hai số này mình có dùng Zalo nhá. Đấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đã chia bột 36 phần làm bánh mì.